Em Tuấn ở đây, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em có một ít phụ kiện và một chiếc xe mới về các bác nhé, hàng từ Nhật mới bay về. Và hôm nay thì em sẽ tiến hành khui cũng như là báo giá đến tất cả các bác. Các bác cần đến sản phẩm nào thì các bác cứ gọi điện hoặc là nhắn tin cho em Tuấn các bác nhé. Số điện thoại em Tuấn đây ạ. Số điện thoại của em là 0888 391992. Hôm nay em có một ít giày này, giày yên xe với cả một vài những cái món nữa thì em sẽ tiến hành khui và báo giá đến tất cả mọi người. Đây em có một chiếc xe các bác nhá. Con này thì lát em sẽ bóc sau. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các bác một vài sản phẩm là phụ kiện này. Phụ kiện ở đây thì em đang có một đôi physics các nhá. Một đôi physics, dòng này là dòng Infinito R1. Hình thức thì đôi này chưa qua sử dụng các bác nhá, thiếu mỗi hộp. Chưa qua sử dụng. Màu trắng rất đẹp. Size đôi này. Size 43 các bác nhá. Size 43 thì em sẽ đo cái lót bên trong để các bác tham khảo với cái chiều dài bàn chân. Size 43 dành cho các bác có chiều dài bàn chân là 27 các bác nhá. 27 là các bác đi đẹp. Cái lót bên trong nó chiều dài là 28 thì các bác trừ hao một phân đi là còn 27 là các bác đi đẹp. Infinito R1, một phân khúc rất là cao cấp của Physics, sử dụng hai khóa các bác nhá. Giày rất đẹp luôn ạ. Trượt da cực đẹp luôn. Đôi này em sẽ báo giá luôn là 3 triệu 2. Mã số 1 là 3 triệu 2 các bác nhá. Hàng chưa có sử dụng, rất đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo em có một đôi Shimano RC3. Đôi RC3 màu đỏ các bác nhá. Đôi này là hàng dùng lướt rồi. Các bác nhìn đế nó có bẩn này. Có vết bắt can và có vết bẩn ở dưới đế này. Đây là chiếc bên trái. Đấy, có bẩn chút các bác nhé. Cái này về các bác vệ sinh thì nó sẽ sạch thôi. Đấy, hết bẩn này. Chiếc bên phải đây. Da rẻ là không có trầy các bác nhé. Rất là mới luôn. Màu đỏ rất là hiếm. Size 42. Size 42 sẽ dành cho các bác có chiều dài bàn chân là 26. Hai cháu trở xuống các bác nhé. 26 trở xuống. Lót trong chiều dài 27 thì các bác trừ hao một phân đi giúp em. Màu đỏ rất hiếm luôn. Đôi này là 1 triệu 8. Mã số 2 1 triệu 8 các bác nhé. Mã số 3 em có một chiếc yên xe này. Một chiếc yên xe đến từ thương hiệu Pro. Đây là một thương hiệu con của Shimano các bác nhé. Hàng của Shimano nó sẽ lấy thương hiệu là Pro với những cái món phụ kiện của họ. Yên này là dòng yên gel các bác nhé, rất là mềm luôn. Đấy, yên gel rất là mềm. Ngang là 13,5 và chiều dài là 28 các bác nhé. Đấy. Cái mặt da là của Pro của Shimano, còn cái đế này của nó là bằng của Selly Italy. Đế của Selly Italy các bác nhé. Yên này em để là 1 triệu 100. Mã số 3 là 1 triệu 100. Đấy. Yên đẹp gần như là mới luôn. Phong dáng rất đẹp luôn ạ. Giày CD các bác nhé. CD này là CD cao. CD cao. Đôi này là hàng đã dùng rồi các bác nhá, hàng dùng rồi. Da xung quanh là, đây là chân bên trái này. Da xung quanh là không trầy các bác nhá, chân bên trái là không trầy.
Nó chỉ có những cái vết bẩn một chút thôi, bẩn một chút thôi. Da rất đẹp. CD cao cái dòng này nó là da bóng nên các bác vệ sinh cũng rất là dễ. Đấy, và phối màu rất là đẹp luôn. Cái bản này nó hình như nó là bản giới hạn thì phải. Nó phối màu rất là lạ, rất là khác. Đế thì đã dùng rồi thì chắc chắn nó sẽ có chày rồi, chày xước nhẹ thôi nhá. Đế carbon của CD này. À, đôi này có size là size 44 1/2 các bác nhá. Đây size của hãng này đánh. 44 1/2. Sản xuất tại Italy. 4/2 thì sẽ dành cho các bác có chiều dài bàn chân là 26,5 trở xuống các bác nhé. Đấy, lót trong của nó là 27,5 này thì các bác trừ hao đi giúp em 1 phân thì là 26,5 các bác đi là đẹp nhất các bác nhé. Các bác cứ nghe theo cái tư vấn size của em là chắc chắn là các bác sẽ đi vừa. Để chân bên phải các bác nhé, chân bên phải thì da rẻ cũng đẹp, không có chảy. Đấy, màu phối rất đẹp luôn. Đôi này em để là 1,9 triệu. Mã số 4 là 1,9 triệu. Phối màu rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, CD cao. Đây em có một chiếc yên mới luôn này. Yên mới luôn. Nguyên đế luôn. Nguyên đế bề cứng này. Đến từ thương hiệu Selly Italy. Selly Italy. Đấy, hàng mới các bác nhé. Đôi này thì đặc trị những bác nào mà cần một chiếc yên êm, mút êm, dày êm thì dòng này sẽ đáp ứng được yêu cầu của các bác. Mút nó rất là dày. Đấy, form dáng thì cũng rất là nhỏ gọn, rất là đẹp, không bị hầm hố quá đâu. Cái này thì có cái bề ngang là 14 các bác nhá, 14,5. Ngang 14,5. Và chiều dài yên nó là 27 ạ. Cái thông số của nhà sản xuất này, thông số sản xuất ngang thì nó là 14 và chiều dài là 27,2 mm. Trọng lượng là 365 g, yên mới các bác nhá. Selly S3. Cái này thì em để cho các bác với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Em đánh mã là mã số 5 là 1,5 triệu. Đặc trị các bác có cần một chiếc yên mút dày êm thì bác lựa chọn cái dòng yên này các bác nhé. Mã số 6 em có một chiếc yên mỏ quạ bề ngang cực kỳ lớn luôn. Bác nào mà có cái mông lớn thì các bác có thể chọn cái yên này. Dòng này là sản xuất handmade in Italy các bác nhé, sản xuất thủ công tại Ý. Dòng yên Selly SMP, yên mỏ quạ, các bác hay gọi là yên mỏ quạ đấy. Với cái bề ngang rất là lớn các bạn. Bề ngang của cái yên nó là 16 cm và dài của nó là 28. Đặc trị cho các bác cần một chiếc yên ngồi thoải mái nhất có thể thì các bác lựa chọn cái yên này các bác nhé, Selly Italy. À xin lỗi các bác, Selly SMP, dòng yên mỏ quạ, mút cực dày luôn. Yên này hình thức rất là đẹp. Hình thức cực đẹp. Em để là 1,7 triệu các bác nhé. Mã số 6 là 1,7 triệu. Đấy. Dòng yên mỏ quạ. Rất là hot. Mã số 6 rồi. Đây là mã số 7 nha các bác. Mã số 7 thì em có một đôi giày đến từ thương hiệu Shimano. Đôi này là đôi RP. Không phải RP, đôi này nó là RP901 các bác nhá. RP901. Trọng lượng nó cực kỳ nhẹ luôn, nghe một chút, rất là nhẹ, trọng lượng rất là nhẹ. RP901 các bác nhá. Đôi này sử dụng một khóa này và một khóa dán ở đầu này. Khóa dán thì chắc là cũng ít khi dùng tới thôi. Có mã viết tắt của nó là RP9 ở trên phần này. Trọng lượng rất là nhẹ, hình thức đây. Ngoại trừ những cái vết bụi bẩn ra thì da rẻ thì nó không có bị chày các bác nhá. Đây này, nó hơi bị bụi một chút. Cái này là đôi xài lướt rồi nên là chủ người ta cũng chưa có vệ sinh, người ta bán luôn ấy. Đây là chân bên trái này, chân bên phải này. Da rẻ rất đẹp luôn. Đôi này thì nó cùng đời với cả RC9. Trọng lượng rất là nhẹ. Size 42 các bác nhá.
Size 42 thì sẽ dành cho các bác có chiều dài bàn chân. Các bác có chiều dài bàn chân là 26,5 trở xuống các bác nhá. 26,5 trở xuống. Các bác đi vừa. Các bác cứ nghe theo cái tư vấn size của em là chắc chắn các bác sẽ đi vừa. Khóa thì sử dụng mượt mà. Đấy, rất nhẹ và rất là ngon. Đấy là đế carbon các bác nhá, và đã hàng xài lướt thì chắc chắn là đế nó sẽ có chảy xước nhẹ rồi. Đấy, chân bên phải này, chân bên trái này. Đế nó có chảy xước nhẹ thôi. Các bác đi xuống dưới đất thì chắc chắn là nó sẽ có chảy xước rồi. Còn da rẻ thì là hoàn hảo các bác nhá. Đôi này em để là 1 triệu 9 ạ. Cái này mã số 7 là 1 triệu 9 các bác nhá. Một đôi giày rất là ngon của Shimano. Đấy. Mã số 7 là 1 triệu 9. Mã số 8 thì có một chữ Yên. Mã số 8. Ghi số đi không quên. Mã số 8 này em có một chữ Yên của Physic. Dòng này là dòng Physic Physic gì đây? Nó bị mờ mờ mấy cái chữ này rồi nên không rõ được. Yên này là cũng đã có sử dụng rồi. Nói chung là cũng hơi cũ chút, không được đẹp long lanh. Hàng sản xuất tại Italy các bác nhá. Handmade in Italy. Đấy là đế carbon luôn các bác nhá. Đế carbon này. Gọng này là gọng Carium, công nghệ gọng độc quyền của Physic, không bao giờ bị chảy, à không bao giờ bị rỉ sét, xin lỗi các bác. Cái này thì em sẽ đo cái kích thước ngang của nó là 14 và chiều dài là 28 các bác nhá. Yên rất đẹp luôn, dáng cực đẹp luôn ạ. Đấy. Mã số 8 em để là 850 các bác nhá. 850.000. Số 9 đây ạ. Số 9 này em có một đôi giày của Edward. Dòng này là dòng Edward 6 thì phải. Edward 6 các bạn. Edward 6 các bạn nhá. Màu xanh min. Màu xanh min. Đấy. Hàng đẹp thế. Màu xanh rất là hiếm luôn. Đấy, cái phần này nó phối màu nó cũng lạ lạ này. Các bạn nhìn này. Màu nó giống như gọi là màu xi măng. Đế còn đẹp keng luôn các bác nhé. Đế còn đẹp keng luôn này. Size đôi này size 40. Màu xanh min. Rất đẹp. Hàng này hình như là chưa qua sử dụng thì phải. Bởi vì da rẻ là em không thấy nó chảy xước. Đế này. Rất đẹp. Size 40 thì sẽ dành cho các bác có chiều dài chân là khoảng 24,5 thì phải. Em đo cái lót trong để nó chính xác hơn. Bốn mươi thì dành cho các bác chân khoảng 24,5 các bác nhá. Chân 24,5 các bác đi mẫu này là vừa. Đấy. Ủa, sẵn hai lót luôn. Cái này người ta kèm cho các bác hai lót luôn các bạn. Bác nào chân mỏng thì các bác đi hai lót, mà chân dày thì các bác tháo bớt một lót ra. Đây này. Bên trong này còn cái lót nữa của Petsline, à của Edward này. Bên ngoài còn cái lót nữa này. Cả chân trái, chân phải nó đều có hai lót. Đấy, bên trong này cũng có này. Đôi này em để là 2 triệu rưỡi các bác nhá. Dòng Edward 6. Màu cực đẹp luôn. Rất là hiếm. Mã số 10 là đôi giày cuối cùng. Này. Em có. Mã số 10 là một đôi giày đến từ thương hiệu Giro. Giro cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý. Lấy tên theo tên của một giải đua xe đạp vòng quanh nước Ý, giải Giro. Đấy, đôi này cũng rất là đẹp các bác nhá, da rẻ xung quanh đẹp. Đẹp keng luôn. Sử dụng một khóa này, một khóa rất là tiện. Hàng này hình như là chưa qua sử dụng ấy. Có những cái vết chảy xước nhẹ do cái quá trình người ta bảo quản thôi, chứ em nghĩ là đôi này chưa có sử dụng đâu. Còn rất là mới luôn. Chưa hề có dấu hiệu chảy xước và đế gót thì cũng chưa có dấu hiệu bị xước các bạn. Size của đôi này là size 40. Size 40 của dòng Hero này sẽ dành cho các bác có chiều dài bàn chân là khoảng
23,5 các bác nhá. Size này nó sẽ nhỏ hơn Edgework. Nó nhỏ hơn Edgework. Dòng Edgework và dòng Shimano thì nó size nó lớn hơn những dòng giày khác. Còn những dòng Hero hoặc là CD thì các bác sẽ phải trừ hao đi, tức là các bác sẽ phải tăng thêm một size so với những thương hiệu giày khác. Chân 23,5 cm là các bác đi vừa mẫu này các bác nhá. Đôi này thì em để cho các bác với giá là 1,8 triệu. 10 1,8 triệu các bác nhá. Rồi em đã hết phụ kiện. Lô hàng này thì em đã hết phụ kiện rồi. Đợt hàng này thì em mua về phụ kiện và hàng bên Nhật dạo này nó rất là khó khăn các bác nhá. Rất là khó khăn trong cái khâu mua hàng. Đây, cái túi này là túi của giày Shimano vừa nãy này, túi của đôi RV9. Bây giờ thì em chỉ có duy nhất về được một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp carbon các bác nhá. Sẽ khui cái phần yên ra trước. Một chiếc xe đạp carbon. Đây, em nhìn sơ sơ thì em đã biết được con xe này nó là đến từ thương hiệu Fuji. Thương hiệu Fuji. Và đầu tiên thì em sẽ nói qua về cái thương hiệu Fuji này. À, cái này tiếng Nhật thì người ta đọc là Fuji các bác nhá. Còn theo anh em ở Việt Nam, các bác ở Việt Nam thì hay gọi là Fuji. Tên thì nó rất là Nhật, tên thì rất là Nhật, nhưng mà thực ra cái thương hiệu này nó là thương hiệu của Mỹ. Và chiếc xe này thì được sử dụng nội địa tại Japan, nội địa tại Nhật. Fuji nó là thương hiệu của Mỹ các bác nhá, chính xác là thương hiệu của Mỹ. Đây là yên của xe này. Yên của xe, yên là yên carbon luôn. Cốt yên cũng yên carbon các bác nhá. Nhẹ, gọng carbon luôn này. Con này thì lát em sẽ mang ra ngoài trời để em quay chi tiết hơn. Hiện tại em mới chỉ khui ra thôi. Phụ kiện kèm theo của nó. Đây là rất nhiều những cái đầu để bịt cáp này. Đầu bịt cáp để riêng không thị quên. Ki bật. Fuji các bác nhá. Nhật người Nhật người ta gọi là Fuji. Đây là cái khóa cất yên. Fuji nó dịch ra tiếng Nhật thì nó là một tên một ngọn núi rất là nổi tiếng của Nhật, nó là ngọn núi Phú Sĩ. Người sáng lập nên thương hiệu người ta đã lấy cảm hứng từ cái ngọn núi Phú Sĩ để đặt tên cho cái thương hiệu Fuji này. Đây là một thương hiệu mà ở bên Nhật người ta sử dụng rất là nhiều. Đây là bánh của xe. Bánh sử dụng là bánh nhôm các bác nhá, bánh nhôm và bản cao. Bánh nhôm đến từ thương hiệu Life Pro. Pro Life. Bánh này là sản xuất thủ công này, hand build này, có mã số đi kèm này. Đấy, bánh nhôm như là bản cao. Em sẽ đo thử cái chiều cao của cái bản này, nó cái mã tính từ cả cái mã nhôm của nó là 4 phân các bác nhá, 4/2. 4,2 cm. Đấy, bản cao. Đây là bánh trước, em sẽ để riêng ra. Và lát em sẽ ráp nguyên con xe này lên để quay chi tiết cho các bác xem. Con này nó rất là chất luôn các bạn. Nó thiết kế theo kiểu gọi là khí động học. Cực chất luôn. Mà giá thì cũng rất là hợp lý các bác nhá. Em báo giá luôn ở trong video để cho các bác lựa với cái tầm tài chính. Con này thì là dưới 40 triệu các bác nhá. Và các bác thử xem là một con xe mà với cái tầm tài chính như thế thì nó sẽ đáp ứng được những tiêu chí nào mà các bác đề ra. Các bác nhìn cái vân carbon của nó này. Đây, em quay lại sát đây. Đây, các bác nhìn vân carbon này. Carbon này nó gọi là carbon lộ vân. Nhìn rất là bụi bặm các bác nhá. Nhìn rất là bụi bặm. À, em nhìn cái phần càng trước này. Trông cái vân của nó cực kỳ lạ luôn. Em nghĩ là hiếm. Rất hiếm chiếc xe mà người ta để một cái xe mộc như thế này. Nó gọi là carbon lộ vân các bác ạ. Con này thì các bác nào mà gọi là thích cái kiểu giản dị, nhẹ nhàng. Đấy, các bác nhìn vân của nó này. Vân carbon này. Sợ thật. Đấy, đang bị chạm gì đấy. Cái phần carbon của nó nhìn nó chút trông nó rất là dị. Con này chạy
Ultegra các bác nhé, Shimano Ultegra Japan. Tên của cái con xe này thì nó có sẽ có ở phần đuôi càng này, đuôi càng sau và cái phần giống ngang ở trên này. Đấy. Nó làm kiểu tên nó không không quá nổi bật. Con này thiên thiên về cái gọi là cái thiết kế. Còn màu sắc của nó thì nó gọi là nó đen xì xì luôn. Tối giản nhất có thể các bác nhé, để gọi là hắc công tử. Tay lắc. Con này thì lúc đặt mua thì nó mới lắm, không biết là về nó có bị chảy xước chỗ nào. Đấy. Tay lắc đây các bác nhá, tay lắc R8000 này. Tay carbon luôn. Đẹp. Mới cứng ạ. Đây. Tay bên phải. Như thế này mới gọi là mới cứng các bác nhá. Như thế này mới gọi là không vết xước. Còn một số nơi mà bán quay video mà thấy xe nó xước tè le ra mà vẫn cứ bảo là không vết xước thì thực ra là như thế là nó cũng không đúng với cả cái tiêu chí là trung thực với khách hàng đâu. Đây như thế này mới gọi là không vết xước này các bác này. Đấy, các bác nhìn cái tay của nó. Tay nó mới đét như này. Đây, càng bên này các bác nhá, càng này. Carbon. Vân của nó này. Đây, các bác nhìn cái vân này. Đĩa đây. Đĩa như này thì mới gọi là xe đẹp này. Đấy. Đĩa răng còn đen kịt này. Đây nhá các bác nhá, tay này. Tay của Ultegra R8000. Tay Ultegra. Bộ group set con này là 2 x 11, tức là 2 đĩa 11 lít. Đấy, đùi đĩa Ultegra này. Gạt đĩa Ultegra này. Đấy, cùi đè sau đây. Đây gọi là không biết xước các bạn. Đấy. Đẹp keng sầm beng này cơ mà. Bẩn một chút. Lip này. Ok, em sẽ tạm dừng cái đoạn này để em sẽ lắp con xe này lên và quay chi tiết đến toàn thể các bác nhé. Các bác nhìn tổng thể qua cái bộ khung sườn của nó. Đấy. Các bác nhìn tổng thể qua bộ khung sườn của nó này. Thiết kế của nó gần giống như những cái thương hiệu nổi tiếng khác của châu Âu. Giống như kiểu là dòng Svelo ấy. Svelo nó cũng có kiểu thiết kế kiểu như này. Đấy, khung carbon này. Các bác nhìn cái vân của nó. Có UCI các bác nhé. Đây, có UCI này. Và những cái thông tin của nó thì nó lại bằng dòng chữ màu đen ở trên cái nền màu đen. Nhìn rất là huyền diệu luôn. Tên xe ở trên đỉnh này. Đấy. Đây là cái biểu tượng ngọn núi Phú Sĩ của Nhật. Theo cái thương hiệu của nó. Đây. Đẹp. Khí động học đấy các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ tạm dừng video và sẽ ráp chiếc xe này lên. Ok. Ok, sau khi mà em đã ráp xong chiếc xe thì sẽ được thành phẩm như này các bác nhá. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Fuji. Xe nội địa được em đấu giá, được mua từ bên Nhật về, có kèm theo giấy tờ mua bán ở bên Nhật. Để cam kết với các bác là một chiếc xe chính hãng. Nguồn gốc thì các bác không phải lo rồi. Quan trọng là về cái hình thức này, hình thức chiếc xe và cái mẫu mã như này các bác có ưng hay không thôi. Và phù hợp với cái tầm tài chính các bác nhá. Tài chính là dưới 40 triệu. Giá cụ thể hơn thì các bác cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ báo giá chi tiết và thỏa thuận thêm về giá với các bác. Con này thì nó là màu đen lộ vân, vân đá cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cái vân của nó này. Nó nhìn nó rất là lạ, gọi là đẹp đẹp lạ đấy. Đầu tiên thì em sẽ đo về size số các bác nhá. Size số con này size cũng khá là nhỏ các bạn. Cũng khá là phù hợp với chiều cao của đa số người Việt Nam. Cái giống ngang đo tâm là 51. Tâm 51 các bác nhá. Và giống đứng đo từ phần đỉnh của đây xuống này. Thì nó là 46 cm. 47 cm. Ngang 51 đứng 47 các bác nhá. Ngang 51 đứng 47 thì các bác có chiều cao trong cái khoảng từ khoảng 1m65. 65 trở lên là ok các bác nhá. Cái cột yên này các bác có thể cắt ngắn đi nữa được, nên là các bác chiều cao tầm 1m65 trở lên là thoải mái thôi, không vấn đề gì.
Con này thì như em vừa đấy em cũng có quay ấy. Có tem chứng nhận UCI các bác nhá. Đấy, tên và những thông số của xe thì nó như này này. Đây là một cái vật liệu carbon cường độ cao, 2 module. Đấy, những thông số này. Tem mác của hãng. Tem mác của hãng thì khuyến cáo các bác là đội đi xe đạp thì phải đội bảo hiểm các bác nhá. Bác nên trang bị cho cái đầu mình nó được tốt. Con này là thương hiệu của Mỹ. Design là thiết kế tại Mỹ và sản xuất thì là tại Buin Đài Loan, sản xuất lắp ráp tại Đài Loan. Với cái hiện tại thì tất cả xe đạp hầu như là cũng sản xuất tại Đài Loan rồi, nên là cái nguồn gốc này các bác cũng không phải lo lắng về đâu các bác nhé. Xe thì Taiwan chắc chắn là xe chính hãng. Đấy, con này nó khung thiết kế theo kiểu dạng khí động học, giống như cái dòng những dòng của Sevelo. Thiết kế nó hơi cong cong cái đoạn này, nhìn rất hay. Nhìn rất là gọi là rất là khí động học. Rồi, con này thì chạy với cặp bánh cao 4/2 các bác nhá, bánh nhôm cao 4/2. Nó làm tăng thêm cái vẻ hầm hố của chiếc xe cũng như là nó sẽ lướt hơn. Cảm giác nó lướt hơn các bác nhá. Tay bên trái này, tay Untegra. Tay của đời Untegra trở lên thì chắc chắn nó làm bằng carbon rồi. Tay thì không có một vết trầy dù là nhỏ nhất các bác nhá. Đẹp keng này, kể cả phần kim loại ở phần đầu nó cũng thế này. Chỉ có tí bụi thôi. Đẹp lắm, cao su này. Mới keng, dây quấn cũng mới. Ghi đông ITM của Italy. Ghi đông ITM của Italy. Tay bên trái đây các bác nhá. Tay bên trái thì cũng không có một cái tì vết gì các bác nhìn. Thế này mới gọi là đẹp keng đúng không? Đây, nó bụi bụi tí lau ấy, soi gương được luôn. Soi gương được luôn các bác nhá. Ghi đông bô tăng nhôm. Bô tăng cũng rất là ngắn. Cái bô tăng này nó chắc chỉ tầm khoảng 8 phân. 8 phân các bác nhé, 7 phân rưỡi. 7 phân rưỡi thì các bác lại chiều cao lại thoải mái, càng thoải mái hơn. Các bác thấp thấp một chút lại đi thoải mái hơn. Đấy. Cái nắp chụp mà chẽn cổ là FSA bằng carbon này. Đấy. Đầu xe là logo hình quả núi Phú Sĩ theo tên thương hiệu. Đấy. Ngàm phanh trước các bác nhé, ngàm phanh hai ốc, ngàm hai ốc. Càng trước bên trái này. Đấy. Càng trước bên trái các bác nhìn cái vân carbon bên trong không? Đấy. Cái vân của nó rất là dị. Tì bật theo cả bánh, tì bật của Proline, bánh Proline, bánh mới đét. Các bác nhìn cái má vành này gần như là chưa sử dụng luôn. Lốp thì cũng được trang bị một cái cặp lốp cực kỳ là giá trị các bác nhá. Cặp lốp cực kỳ là giá trị. Cặp lốp đến từ thương hiệu Victoria Open Corsa CX. Thông số 600 à xin lỗi. Thông số 700 × 23. Cặp lốp này giá thị trường bây giờ hình như là tầm khoảng 2 triệu mấy 3 triệu thì vậy. Các bác cứ search giá là ra các bác nhá. Cặp Victoria Open Corsa CX tầm 2 triệu mấy 3 triệu cặp này. Rất là giá trị, và lốp thì gần như là mới tinh luôn các bác nhá. Bánh này thì sử dụng xăm lốp rời, vỏ rột rời. Đây là phần khung sườn giống ngang. Các bác nhìn trông nó rất là bụi bặm. Bạch hắc công tử. Trên này có dòng chữ Fuji, Fuji cách điệu. Giống ngang này, không có chảy luôn các bác nhá. Cốt yên và yên xe là carbon. Yên carbon này, cộng yên carbon, cốt yên carbon. Đấy. Size nhà xuất là size 49. Nhà xuất người ta đánh số size con này là size 49 các bác nhá. Tầm 1m65 trở lên là các bác đi quá đẹp. 1m63 cũng đi được. Nhưng mà cái đẹp nhất là phải tầm 1m65 trở lên. Đấy, thông số như vừa nãy em cũng quay rồi này. Fuji thông số. Đấy. Đùi bên trái. Đây là cái vết băng dính. Đấy, băng dính nó dính vào thôi. Còn đùi thì nó đẹp. Đẹp keng luôn các bạn. Không chảy nhé. Đấy, cái vàng vàng này là mỡ. Vàng vàng này là mỡ chứ không phải là gì sét đâu. Con này thì đang chạy cái BB của Token. BB của Token. BB bằng Titan các bạn nhé. Titan này. Con này chạy đùi 165. Vết này vết bẩn. Đùi 165. FC 8000 Japan. Đấy. Đĩa này. Đĩa thì gần như là rất là mới. Còn nguyên những cái dầu đây là bên Nhật người ta dùng sáp các bạn. Người ta dùng sáp để người ta tra vào xích với cả đĩa này. Nên là các bác cạo cạo nó có thể nó cứng cứng, nó két vào ấy. Chứ nó không tra bằng dầu loãng như ở Việt Nam. Đấy, sáp. Đây này, ở sáp ở xích nó có này. Sáp này các bác chạy nó nóng thì nó mới chảy ra. Đấy, cái vân carbon thì rất là lạ.
càng dưới phía bên trái. Đây có dòng chữ Fuji ở trên. Bánh sau thì cũng thế các bác nhá. Bánh sau cũng là bánh của Proline, bản cao 4/2, lốp cũng là lốp Victoria Open Corsa CX, lốp cũng mới tinh. Rồi em lật cái mặt bên này để quay nốt cái mặt bên này. Con này thì chạy rất là ngon đấy các bạn. Đây. Quay lại cái phần tay lắc. Bên này nó quay ánh sáng nó tốt hơn. Vân carbon nó lộ ra các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Cao su tay nắm này. Sườn bên trái giống ngang. Gần như là nó không có một vết chày nào các bạn. Không có vết chày nào. Càng trước. Đấy, càng trước. Vân carbon rất đẹp. Cái phía má bên trong càng thì nó có những cái họa tiết này. Đây, tem UCI Fuji. Thông số của hãng. Đùi bên phải đây các bác nhá. Đùi bên phải, đùi bên tê này. Đấy, bụi bặm là còn nguyên. Gạt đĩa R8000. Càng sau. Bằng mắt thường là không thấy phía trước nào các bác nhá. Cùi đề sau này, để trong những trong góc cạnh này là người ta có lau chùi nó bụi nó két vào trong góc này. Con này chắc người ta cũng để lâu người ta không sử dụng. Người ta mua về chắc người ta không chạy đâu, còn mới này. Đó. Em đã quay chi tiết rồi các bác nhá. Size 49, size hãng là 49. Và cái size thực tế đo ngang là 51 và đứng là 47 cm dành cho các bác có chiều cao trên 1m65. Bác nào muốn sở hữu một chiếc xe rất là đặc biệt, rất là bụi bặm, gọi là mệnh danh là hắc công tử, thì các bác có thể alo cho em Tuấn các bác nhá. Giá dưới 40 triệu, giá cụ thể hơn thì các bác alo. Vâng, em xin được kết thúc video và xin chào tất cả mọi người. Em cũng nói thêm là phụ kiện con này thì xe về nó chỉ có xe mộc này thôi các bác nhá, nó không kèm theo phụ kiện đâu. Nếu mà các bác mua thì em sẽ kèm theo tặng các bác là pedal gọng bình nước, đèn hậu. Đấy, để các bác về các bác có thể sử dụng được luôn. Còn những cái món phụ kiện đấy các bác muốn nâng cấp thì các bác có thể trang bị sau. Còn xe về thì nó chỉ mộc này thôi nhé. Bởi vì em khui thùng ra thì nó chỉ có mỗi xe này thôi. Xe bên Nhật thì người ta hầu như là người ta chỉ bán xe mộc mà người ta không kèm theo pedal phụ kiện. Rất hiếm khi. Rất ít chiếc xe người ta có như đấy các bác nhé. Đấy, và em xin kết thúc video. Xin chào tất cả mọi người. Chúc các bác có một buổi tối thật nhiều niềm vui.